À vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở trên màn hình của quý vị đó chính là những viên pin Dell 7370. Thì hôm nay tôi nhận được một lô 20 viên thưa quý vị. Và toàn bộ là của máy Dell 7370. Thì bây giờ tôi sẽ cùng với quý vị xem qua cái thông số của viên pin này. Thì viên pin này có mã là F62GO. Viên pin này có tổng dung lượng là 3330 mAh, tương đương với lại là 38W. Thì 20 viên thì tôi đóng từ hôm qua đến giờ mới xong được có 15 viên. Và để đóng viên pin cho máy Dell 7370 này thì tôi sẽ sử dụng 3 cell pin có kích thước là 465581. Và viên pin này chỉ sử dụng được cell pin này thôi nhá, những cell pin khác rất là khó chế vào. Thì mời quý vị xem qua cái độ hoàn thiện của viên pin, rất là đẹp, rất là chắc chắn. Và sau khi kiểm tra bằng máy đo thì nó có dung lượng là 3300 mAh. Và tôi đã nhập 300 cell pin này về để phục vụ, chỉ để đóng viên pin 7370 này thôi. Và đây là 3 viên pin mà tôi vừa mới đóng xong, chưa chạy phần mềm. Lát nữa tôi sẽ làm nốt 5 viên pin này và chạy phần mềm luôn một thể. Thì đây là chi tiết viên pin mà tôi vừa mới làm xong, kết nối 3 cell pin này với mạch. Đấy, mời quý vị theo dõi. Thì bây giờ tôi sẽ làm một viên như thế này và tôi sẽ quay lại chi tiết quá trình làm cái viên pin này. Thì cái viên pin này sử dụng cái giấy dán rất là dễ tách mà cũng khá là dai, cho nên là bóc rất là dễ. Giấy này thì tôi không cần dùng dung dịch để nhả keo nhé, bóc rất là dễ luôn. Mặc dù dễ như vậy nhưng mà phải hết sức nhẹ nhàng, không thì nó sẽ bị rách mất. Đây, giấy sau khi bóc xong thì nó vẫn còn khá là đẹp nha quý vị. Và đây là 3 cell pin. Thì mặc dù là chưa phồng nhưng mà pin này nó cũng kém rồi quý vị. Thì tôi sẽ cho cái phần này để nâng nó lên thôi. Đây rồi, đây là phần khung của viên pin. Rất là mỏng, gọn, nhẹ và đẹp. Đây là phần 3 cell pin vào mạch. Thì bây giờ tôi sẽ tách cái phần pin này ra khỏi mạch. Đây rồi, tôi đã tách 3 viên pin này ra khỏi mạch. Thì bây giờ tôi sẽ tạm bỏ cái này sang một bên đã. Và tôi sẽ dán một lớp cách điện, cách nhiệt ở phía dưới để cho cái phần râu này nó đè lên mạch thì nó cũng an toàn. Bây giờ thì tôi sẽ xử lý phần cầu chì ở chỗ này. Thì với tất cả các mạch pin sau khi mà tôi bóc ra thì tôi sẽ xử lý phần cầu chì ngay. Vâng, đây là phần cầu chì mà tôi vừa mới đấu lại xong. Rồi, phần mạch thì tôi đã xử lý xong. Thì bây giờ tôi sẽ đưa cái phần mạch này vào với khung. Bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra điện áp của 3 cell pin này xem có đều nhau hay không. 392, 392 và 392. Rồi, như vậy là điện áp của 3 cell pin này đang rất là đều nhau. Vâng, sau khi quấn cách điện cách nhiệt cho 3 cell pin này thì tôi sẽ bẻ những cái tai pin vào phía bên trong để cho nó gọn. Và bây giờ thì tôi sẽ tráng thiếc. Thì ở đây là tôi xài thiếc xịn nha quý vị. Đấy là tôi quấn vào cái này cho nó nhỏ thôi. Thì hôm nọ có một bác khách có nói với tôi rằng là xài thiếc xịn thế này thì tốn lắm. Thì đây, ở đây tôi mua toàn thiếc xịn hết, 8-900 đến 1 triệu một cuộn nhé. Đây là cuộn thiếc Nhật này. Cuộn thiếc này lên đến gần 1 triệu một cân. Đấy, 1 kg này. Đấy, tôi xài thiếc xịn hết để hàn cho anh em. Và đây cũng là một đoạn tôi đã chuẩn bị để hàn cho nó dễ. Thì mời anh em xem cái độ bám thiếc của thiếc xịn này nhé.
Đấy, quý vị thấy rằng là thiếc xịn chỉ việc đặt vào cái là nó đã hút luôn rồi. Đây thì trước khi mà đưa cái viên pin này vào cái khuôn này thì tôi sẽ dán cái điện cách nhiệt ở phía sau và tôi sẽ đưa viên pin này vào. Đấy, và tôi sẽ ép cái phần này xuống phía dưới. Đấy. Xong bắt đầu là tôi dán xuống phía dưới. Đây rồi. Thì sau khi mà tôi ép toàn bộ viên pin xuống phía dưới thì tại cái chỗ này nó sẽ hở ra một cái khe. Để lát nữa thì tôi sẽ đưa cái dây nó lọt vào cái khe này. Đấy. Như quý vị thấy thì bây giờ tôi sẽ đi dây luôn để quý vị xem. Và sao pin thứ hai thì tôi cũng dán ở lưng. Đấy, và khi mà lắp vào phần với khung thì tôi cũng sẽ ép sát nó xuống, ép về cái hướng này. Sau đấy tôi mới đặt xuống. Đây rồi, khi mà ép về đây thì tôi lại tiếp tục đi dây. Thông thường thì tôi sẽ đi dây bằng cách là đo trực tiếp thì nó sẽ vừa dây và nó sẽ không bị thừa thì nhìn nó gọn gàng hơn. Và quý vị thấy rằng là tôi thường tráng thiếc ở các đầu dây trước khi hàn. Thì sau khi tráng thiếc xong thì tôi chỉ việc đặt vào mối hàn một cái là nó sẽ bắt luôn như quý vị vừa thấy. Và cell pin thứ ba thì tôi sẽ quay ngược lại với hai cell số 1 và số 2. Mà muốn hàn nhanh thì lại phải tráng thiếc. Đây phần này thì tôi chỉ cần cho nó chảy ra là nó sẽ tự bắt thôi. Vâng thưa quý vị, tôi cũng vừa mới chia sẻ chi tiết để lắp 3 sao pin này vào với phần khuôn và phần mạch của viên pin đeo 7370. Thì để cho cái viên pin này nó đỡ bị phập phồng thì tôi sẽ dán lên trên này một cái lớp vừa là bảo vệ mà vừa là giữ cho những cái dây này nó nằm yên ở một vị trí. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành kết nối viên pin này với máy tính và reset phần mềm cho viên pin 7370 này. Thì trước đó tôi cũng đã tạo ra được một cái cáp dùng để kết nối nhanh viên pin này với hệ thống máy tính. Thì tôi chỉ việc cắm cái cáp này vào đây. Đây là cáp. Và tôi sẽ kết nối hai đầu cáp này vào với nhau để cho máy tính nó nhận viên pin này. À vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà kết nối viên pin đeo 7370 vào với hệ thống phần mềm máy tính thì tôi được những thông số như sau. Thứ nhất là sức khỏe của viên pin hiện đang còn là 44%. Đấy, thứ hai là dòng xả dòng sạc thì nó vẫn chưa khóa. Đã sạc xả được 161 lần. Ở đây nó ghi là 3800 nhưng mà ở đây là đổi ra là 38W nhá. Còn nếu như kích sang phía bên này thì nó mới cho ra là 3333 mAh. Thì bây giờ tôi sẽ mở khóa cho viên pin này và tiến hành reset phần mềm. Và viên pin này thì tôi sẽ reset thủ công cho nên là tôi sẽ không tìm file gốc của nhà máy nữa. Tiếp theo thì tôi sẽ đưa viên pin này về trạng thái boot để lưu lại cái file gốc. Cái file phần mềm gốc của viên pin đấy quý vị ạ. Thì bao giờ cũng vậy, trước khi làm thì tôi cũng sẽ lưu lại một file gốc của viên pin. Thì tại phần này, đây là phần dung lượng gốc của viên pin là 3333 mAh. Đây là 38W và 11,4V. Thì cái phần này tôi sẽ giữ nguyên. Tôi sẽ chỉnh sửa cycle cao 161 về 0. Đấy, tại phần này thì tôi sẽ cho lên là 3333. Phần này thì tôi sẽ cho là 4400. Phần này là bằng 0. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cập nhật hóa chất cho viên pin này. Và với dung lượng là 3330 và điện áp sạc đầy là 4,35 thì tôi sẽ chạy mã hóa chất 3196. Với mã hóa chất 3196 thì dung lượng của viên pin là 3330 mAh và điện áp sạc đầy là 4,35. Tôi sẽ cập nhật hóa chất. Tiếp đó thì tôi sẽ định dòng sạc xả là 1A. Tôi sẽ cho là -1000 tương đương với lại là xả 1A. Thì cái đồng hồ này nó sẽ hiện lên cái dòng xả thực của viên pin.
thì tôi sẽ kích vào đây và tôi kích vào nút này để định dòng xả cho viên pin. Rồi xong, bây giờ tôi sẽ ngắt dòng xả thì cái phần này nó sẽ về không. Ok rồi, về không có nghĩa là viên pin này đã rất là ngon rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà reset phần mềm cho viên pin này xong thì sức khỏe viên pin hiện đang là 100% và số lần sạc xả đã trở về không. Dung lượng thì vẫn giữ nguyên dung lượng gốc là 3333 mAh và điện áp của 3 cell pin thì đang rất là đều nhau. Rồi thì bây giờ tôi sẽ xả thử. Đây rồi, trừ 1000, nghĩa là đã xả ok rồi nha quý vị. Bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Nó chạy một lượt nữa mới nói với chính xác quý vị ạ. Đây rồi, 999 tương đương với lại là dương 1000. Như vậy là đã sạc ok rồi nha thưa quý vị. Và nhân đây thì tôi cũng sẽ nhắn nhủ với quý vị rằng là nếu như mà quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hay là thời gian sử dụng ít thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Thì số này tôi cũng sẽ dùng Zalo, thì tôi sẽ tư vấn và tìm ra hướng xử lý cho quý vị. Và nếu như quý vị nào mà muốn đóng lại cell pin thì quý vị hãy gửi cho tôi, tôi làm xong thì tôi sẽ gửi quý vị qua đường bưu điện. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Thì quý vị nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để xem những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.